Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh tin mới hay nhất. Chặt chém Dương Mịch, Angela Baby khóc liệt trên thảm đỏ. Quang Hiểu Đồng khiến CNET ngã ngửa vì ảnh lộ mặt. Một tấm hình của Quang Hiểu Đồng mới đây được chia sẻ trên mạng xã hội khiến các fan không khỏi bất ngờ vì nhan sắc thật của cô nàng. Nhắc đến Quang Hiểu Đồng, người hâm mộ xứ Trung sẽ ấn tượng với cô bạn gái của Lưu Hạng sở hữu body xuất sắc, đôi chân dài miên man chẳng kém gì nữ thần nhan sắc Dương Mịch. Tại các sự kiện thảm đỏ, nữ diễn viên 9X này trở thành đối thủ vi dừa đáng gớm của đàn chị như Angela Baby, Lưu Thi Thi, Đường Yên. Luôn chọn cho mình những trang phục khoe khéo lợi thế body, chỉnh chu trong từng bộ ảnh hậu trường, Quang Hiểu Đồng được coi là nữ thần nhan sắc thế hệ mới. Vậy nhưng, mới đây, người hâm mộ ngã ngửa trước một tấm hình chụp vội, tiết lộ gương mặt mộc của Quang Hiểu Đồng. Khác với những tấm hình được BTS chỉnh chu, gương mặt của bạn gái Lưu Hạng gây bất ngờ vì tròn xoe, không còn V, line, vóc dáng cũng không còn có những đường cong nóng bỏng như trước. Có thể nhận ra Quang Hiểu Đồng đã tăng cân không hề ít trong thời gian qua. Không có make-up, Quang Hiểu Đồng lộ mặt một khác xa tưởng tượng. Trang iFan còn nhận xét rằng, trong hình ảnh của Quang Hiểu Đồng không khác nào một bà thím. Dưới ống kính của team qua đường, nữ diễn viên không toát lên được hình ảnh của một ngôi sao nổi tiếng giới giải trí. Trên mạng xã hội, netizen cũng vô cùng bất ngờ trước diện mạo này của nữ diễn viên. Nhiều người cho rằng, Quang Hiểu Đồng xuống sắc ngỡ ngàng dù mới chỉ 23 tuổi. Có lẽ Quang Hiểu Đồng cần có động thái giảm cân trước, lấy lại vóc dáng và nhan sắc trước. Quang Hiểu Đồng được dựng tượng sáp tại bảo tàng ở Bắc Kinh. Tượng sáp của Quang Hiểu Đồng được làm và giới thiệu tại bảo tàng ở Bắc Kinh đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông cũng như công chúng. Mới đây, trên trang iFan đăng tải hình ảnh kèm theo thông tin liên quan đến Quang Hiểu Đồng tham dự sự kiện ra mắt tượng sáp tại bảo tàng Madame Tussauds Bắc Kinh. Quang Hiểu Đồng là nữ nghệ sĩ trẻ tuổi nhất Trung Quốc có được vinh dự này. Vì thế, thông tin này thu hút sự chú ý của giới truyền thông và công chúng rất nhiều. Quang Hiểu Đồng chụp ảnh cùng tượng sáp. Tại đất nước tỷ dân thì được bảo tàng làm tượng sáp là niềm tự hào, mong ước và chứng minh những cống hiến cho nghệ thuật của các ngôi sao được công nhận. Trong sự kiện, Quang Hiểu Đồng hào hứng, vui vẻ gặp gỡ và chụp ảnh lưu niệm với bản sao của mình. Tượng sáp của Quang Hiểu Đồng nhận được phản hồi tích cực từ truyền thông và công chúng. Quang Hiểu Đồng được làm tượng sáp. Không chỉ thế, Quang Hiểu Đồng cho biết cô rất vinh dự và tự hào khi nhận được lời đề nghị từ bảo tàng, thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nhìn biểu cảm phấn khích của tôi, mọi người cũng đủ biết mức độ vui mừng ra sao. Mọi chân răng kẻ tóc đều được mô phỏng chính xác từng chi tiết. Tôi nghĩ bản sao còn xinh đẹp hơn cả bản chính. Nhan sắc xinh đẹp của nữ diễn viên. Được biết, Quang Hiểu Đồng sinh năm 1997. Cô nàng được mệnh danh là em gái quốc dân của Trung Quốc. Quang Hiểu Đồng bước chân vào giới nghệ thuật từ khi mới lên 4 tuổi và cô nàng có trong tay hơn 100 vai diễn lớn nhỏ. Nữ diễn viên còn nhận được nhiều lời khen ngợi thông minh, tính cách dễ thương và khả năng diễn xuất tốt. Vẻ đẹp ngày càng mặn mà của cô nàng. Quang Hiểu Đồng xuất hiện trong các bộ phim nổi tiếng như Hiên Viên Kiếm, Hán Chi Vân, Tiểu Trượng Phu, Điềm Mật Bạo Kích. Năm 2020, Quang Hiểu Đồng được đề cử giải nữ thần Kim Ưng. Nhiều người hâm mộ Quang Hiểu Đồng sẽ có một tác phẩm vang danh cũng như lựa chọn kịch bản phù hợp hơn trong tương lai để sự nghiệp theo phần thăng hoa. Mến chào quý vị và các bạn đến với kênh tin mới hay nhất. Chặt chém Dương Mịch, Angela Baby khóc liệt trên thảm đỏ. Quang Hiểu Đồng khiến CNET ngã ngửa vì ảnh lộ mặt. Một tấm hình của Quang Hiểu Đồng mới đây được chia sẻ trên mạng xã hội khiến các fan không khỏi bất ngờ vì nhan sắc thật của cô nàng. Nhắc đến Quang Hiểu Đồng, người hâm mộ xứ Trung sẽ ấn tượng với cô bạn gái của Lưu Hạng sở hữu body xuất sắc, đôi chân dài miên man chẳng kém gì nữ thần nhan sắc Dương Mịch. Tại các sự kiện thảm đỏ, nữ diễn viên 9X này trở thành đối thủ vi dừa đáng gớm của đàn chị như Angela Baby, Lưu Thi Thi, Đường Yên. Luôn chọn cho mình những trang phục khoe khéo lợi thế body, chỉnh chu trong từng bộ ảnh hậu trường, Quang Hiểu Đồng được coi là nữ thần nhan sắc thế hệ mới. Vậy nhưng, mới đây, người hâm mộ ngã ngửa trước một tấm hình chụp vội, tiết lộ gương mặt mộc của Quang Hiểu Đồng. Khác với những tấm hình được BTS chỉnh chu, gương mặt của bạn gái Lưu Hạng gây bất ngờ vì tròn xoe, không còn V, line, vóc dáng cũng không còn có những đường cong nóng bỏng như trước. Có thể nhận ra Quang Hiểu Đồng đã tăng cân không hề ít trong thời gian qua. Không có make-up, Quang Hiểu Đồng lộ mặt một khác xa tưởng tượng. Trang iFan còn nhận xét rằng, trong hình ảnh của Quang Hiểu Đồng không khác nào một bà thím. Dưới ống kính của team qua đường, nữ diễn viên không toát lên được hình ảnh của một ngôi sao nổi tiếng giới giải trí. Trên mạng xã hội, netizen cũng vô cùng bất ngờ trước diện mạo này của nữ diễn viên. Nhiều người cho rằng,
Quan Hiểu Đồng xuống sắc ngỡ ngàng dù mới chỉ 23 tuổi. Có lẽ Quan Hiểu Đồng cần có động thái giảm cân trước, lấy lại vóc dáng và nhan sắc trước Quan Hiểu Đồng được dựng tượng sáp tại bảo tàng ở Bắc Kinh. Tượng sáp của Quan Hiểu Đồng được làm và giới thiệu tại bảo tàng ở Bắc Kinh đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông cũng như công chúng. Mới đây, trên trang iFan đăng tải hình ảnh kèm theo thông tin liên quan đến Quan Hiểu Đồng tham dự sự kiện ra mắt.